Dừng lại đi. Ơ, sao lại dừng? Em bảo anh dừng, anh cứ dừng đi, sao anh cứ lại nhảy nhiều lời thế nhỉ? Trường em ở trên kia có một đoạn nữa mà, để anh Nam lên trên trường. Thôi khỏi đi, like lên trường em có mặt mũi nào nữa? Ơ, sao lại không có mặt mũi gì? Anh nhìn xem anh có khác gì thằng xe ôm không? Nhưng mà anh là xe ôm thật mà. Anh cũng không biết nhục nữa. Cái gì đâu mà nhục, làm xe ôm người ta thoải mái, tự do mà. Thôi anh đừng nói nữa, em đi học đây. Vậy em đi cẩn thận nhá. Khỏi cần lo, nhớ 5 giờ tới đón em ấy. Em đi cẩn thận nhá. Ý hiểm quá đấy, bọn sinh viên nó chưa về. Đúng biết bán được không? À, thằng em Tú, đâu về đây? Rồi. Vào uống cốc nước đi. Anh cho xin chào Tính vậy ạ? Đây, trời ơi, bố nhờ nè. Uống đi. Vâng, cảm ơn anh. Giờ đây công việc như nào rồi anh? Buồn vậy à, em cãi nhau với yêu ấy. Trời ơi, thời đại bây giờ thiếu gì con gái, em không yêu được nó thì thôi em ạ, kiếm đứa khác đi. Anh thấy mày cứ dăm ba hôm lại cãi nhau với nó một lần xem đi em ạ. À mà này, anh nói thật nhé, nói lại sợ em bảo mánh mẻo chứ dạo này à, anh thấy con yêu mày à, hay đi thằng nào lắm. Ê, ngay tối hôm qua này anh dọn hàng 10 giờ còn thấy nó đi với thằng đấy, tình thú lắm mày à. Mày cẩn thận thôi anh nhờ. Chắc anh nhìn nhầm rồi, em tìm yêu em chắc là sao đâu anh ạ. Ê xe ôm. Dạ em đây ạ, à, anh đợi chút ạ. À, em gửi tiền sau anh nhá. Ơi mày cứ đi đi. Vâng. Hôm nay là đủ cơm này rồi anh ạ. Mày làm như vậy thì chẳng biết chốc mà sao. Cháu không ra gì cả. Ủa gì đâu anh, gọi là đủ kiếm cơm qua ngày thôi, chứ làm sao mà giàu được anh. Này. À dạ. Ủng hộ anh trai. Đây là cái chai cũ vừa em vừa đi bộ đấy anh. Mày. Này. Ờ đấy. Em chưa gì có tiền rồi. Nay nắng nhỉ em nhỉ. Vâng ạ. Trời dạo này gọi là rất giỏi trời anh ạ. Nó nóng bất thường, em đi chạy xe ôm thế. Giờ người ta toàn đi taxi đâu, người ta đi xe ôm mấy đâu anh. Anh thấy cũng thương mày đấy. Được ít tiền mà đi nắng quá đi, nắng nồi quá đi, mặt đen sạm như kia kìa. Sao đây ạ? Anh làm sao vậy? Chết rồi, qua đi ăn mắm tôm. Giờ anh đau bụng quá, mày trông hàng anh nhá. Anh dạ. Đi vệ sinh cái. Không, anh cứ đi đi ạ. Được rồi. Thằng Tú xe ôm không? Ừ. Hai con đi xe à? Thế đợi anh chút nhá. Với anh trông hàng hộ anh quán nước. Đợi một chút. Anh này các chú đi nhá. Anh nhá. Anh cái thằng cha này mày. Đúng nó rồi, biết. Mày biết tội của mày chưa? Ừ. Em có làm gì đâu ạ? À? Mày còn thích giả ra nữa không? Thì tao nói cho mày biết. Tội của mày là cái tội dám cướp người yêu của anh trai tao. Dạ đâu có đâu ạ. À, em chỉ chạy xe ôm thôi. Thằng này nói cho nó biết. Đến bây giờ mày vẫn giả ngây giả dại à? Tao nói cho mày biết nhá. Chị Phương Anh là người mà anh Trường đã chấm. Nghe rõ chưa? Từ bây giờ chị Phương Anh là người yêu anh Trường. Mày mà còn bén mảng hơn chị nữa, mày cắt tiếp. Phương Anh là yêu của tôi mà. Mày có thích giả mồm không? Giả mồm không? Anh ghi em nhầm người rồi ạ. Mày nhầm thế nào rồi? Cái gì? Phương Anh là yêu của tôi. Các người đừng hòng chia rẽ chúng tôi. Chia rẽ? Anh nghĩ anh là ai? Anh chả là cái gì cả. Anh vừa nghèo vừa hèn. Tôi quá mệt mỏi vì yêu một người như anh rồi. Một thằng xe ôm như anh có thể làm được cái gì?
để mua một cốc trà sữa cho tôi anh còn phải phân vân các kiểu. Nhưng đây anh không, 10 cốc cũng chả thành vấn đề. Anh nhìn xem, ăn mặc thì rách rưới đi, con xe gà tàn còn đòi cho tôi đi học cả. Tôi mất mặt với bạn bè lắm anh biết không hả? Nhìn lại mình đi, đã nghèo lại còn hèn nữa, không biết nhục à hả? Anh nhìn anh ý đi, vừa có tiền vừa có tài lại còn có cả địa vị nữa. Mày có xe được như tao không? Ô tô của tao đây này. Mày nhìn những bộ của tao mặc chưa? Toàn hàng hiệu hết. Anh đã bao giờ đưa tôi đi chơi được khoảng 3 tiếng chưa? Chưa bao giờ đúng không? Chứ đừng có nói gì là ra khỏi cái thành phố này. Nhưng mà anh ý thì có đấy. Anh ấy đưa tôi đi du lịch khắp nơi, nào thì Mỹ, Singapore, Úc các kiểu. Anh đã đưa tôi đi được chưa? Nhìn lại bản thân mình đi. Mày nghe rõ chưa? Từ giờ tránh xa cái yêu của tao ra. Ngày hôm nay tao chỉ cho mày một bài học nhẹ nhàng mà thôi. Từ giờ đừng để tao nhìn mày làng vảng làm phiền đến cô ấy. Không thì mày không xong với tao đâu. Anh em, bêm nó cho tao. Đó. Đau chân. Liệu hồn đấy. Tú, em có sao không Tú? Dạ, em không sao ạ. Em bị ai đánh à? Cái thằng người yêu mới của con Phương Anh, nó vừa đánh em. Có cần thông báo công an không? Em không sao đâu anh ạ. Thôi, em sẽ tự trả thù bằng cách riêng của em. Em cảm ơn anh ạ. Ui, nại ý rồi. Anh cho em chai nước anh ơi. Có ngay em ơi, uống nước gì em ơi. Cho em xin chai sữa tinh nhá. Đấy, à, sữa tinh à. Ơ, nhìn chú em có vẻ quen quen nhỉ. Mới có một năm, sao chú bên em nhanh thế? À, có phải Tú xe ôm không? Đúng rồi đấy, anh nhớ tài thật đấy. Ui, dạo này trông khác quá nhở, khác quá nhở. Thôi, em vất vẹn được anh. Ui, bây giờ làm công việc gì rồi em? À, em mới ở giám sát ở trên công trường về. Công trường kia à? Vâng. Ui, thằng này giỏi nhở, bây giờ thành đạt nhở, có một năm mà không gặp. Vâng, giờ giỏi em đấy. Giờ em làm giám đốc ở công ty DGM rồi. Thế mày có bí quyết gì không? Chỉ cho anh đi. Anh nghe nhá. Hai bé. Vâng, chúc mừng. Ê, có ngay. À, ra là mày à? Mày vẫn cắm cổng đây chạy xe ôm đây à? Hai người khỏe chứ? Khỏe, tuy nhiên không ở cạnh anh, không tôi rất là khỏe luôn. Anh chưa chết à? Nhóc mày, năm xưa tôi được nó cút mà giờ mày vẫn còn ngồi đây à? Mày chưa cút à? Lì phết. Mày cút ngay, chúng ta cho mày no đòn bây giờ. Cô anh chị ơi, bình tĩnh anh chị ạ. Không bởi việc của mày. À, mà anh này, dạo này hình như là chó dại hình như là hay thả ra ngoài đường nhiều phết đấy. Anh nhở? Cái gì cơ? Mày dám nói tao như thế à? Nói trời, nói đất, nói mây. Chúng ngại thì chúng. Nhọt à? Mày. Tôi làm sao? Ê, mày thích làm sao? Chó này mày dám đánh tao, mày biết tao là ai không? Không những tao biết, mà lại còn biết rất là rõ. Mày là Hoàng Gia Anh Trường, giám đốc công ty DKM. Hôm nay đến ký cấp cái hợp đồng công ty Buma, đúng không? Mày biết như vậy mày còn dám đánh tao à? Ok anh, sao anh đi gặp đối tác mà ăn mặc như này? Quên áo này, em mang áo cho anh đây. Anh cảm ơn. Em đã nói bao nhiêu lần rồi mà. Có đi gặp đối tác công ty nhỏ quá thôi, nhưng mà mình cũng cần tôn trọng người ta một xíu anh à. Ơ, chị Ánh, chị làm gì ở đây vậy? Ơ, Trường à, hiểu hai người gặp nhau rồi à? Công việc đã bàn xong chưa vậy? Không những quen, mà anh đã quen anh ta từ rất là lâu rồi. Nhưng mà thôi, hợp đồng ấy, bỏ đi cho anh. Ơ, sao vậy anh? Mà thôi, anh không đồng ý thì thôi vậy. Theo anh Tất. Thôi chúng ta về. Thôi mình đi về thôi. À, anh muốn biết bí quyết là cái gì không? Đó là lấy vợ giàu,